Sự vô thường là một triết lý quan trọng trong Phật giáo, mô tả tính chất thay đổi liên tục của mọi thứ trong cuộc sống. Từ con người, sự vật, cảm xúc đến những sự kiện xung quanh ta, tất cả đều không bền vững và luôn trong trạng thái chuyển biến. Vô thường nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống là một chuỗi các sự kiện sinh ra và mất đi, không gì là cố định, vĩnh viễn. Chi tiết về sự vô thường. Ba loại vô thường chính. Sự vô thường của vật chất, tất cả mọi vật đều bị ảnh hưởng bởi thời gian và sự biến đổi. Những gì hôm nay ta thấy, ta sở hữu có thể bị hủy hoại hoặc thay đổi theo thời gian. Sự vô thường của tâm lý, cảm xúc, suy nghĩ và tâm trạng của con người cũng không ngừng thay đổi. Hạnh phúc, buồn đau, lo âu, hy vọng tất cả đều có tính nhất thời và không vĩnh cửu. Sự vô thường của sinh mệnh, sinh, lão, bệnh, tử là chu kỳ tất yếu của cuộc sống. Con người cũng không thể tránh khỏi sự già nua, bệnh tật và cái chết. Ý nghĩa của sự vô thường. Giảm bớt sự bám víu. Khi nhận thức được sự vô thường, con người sẽ ít bị bám víu vào vật chất, tiền bạc hay địa vị, bởi lẽ tất cả những thứ này không tồn tại mãi mãi. Tăng trưởng lòng từ bi và sự hiểu biết. Biết rằng mọi người đều trải qua sự vô thường, ta dễ dàng thấu hiểu và cảm thông với nỗi đau, khó khăn của người khác. Điều này thúc đẩy lòng từ bi và tình yêu thương trong ta, giúp chấp nhận và bình an với thực tại. Hiểu được rằng mọi thứ đều vô thường sẽ giúp ta dễ dàng chấp nhận những thay đổi và khó khăn trong cuộc sống. Điều này giúp giảm bớt lo âu và mang lại sự bình an trong tâm trí. Lợi ích của việc thấu hiểu sự vô thường. Sống trọn vẹn hơn. Khi ta biết rằng cuộc sống là ngắn ngủi và luôn thay đổi, ta sẽ trân trọng và sống hết mình trong từng khoảnh khắc. Giải phóng khỏi đau khổ. Nhiều đau khổ bắt nguồn từ việc mong muốn mọi thứ sẽ giữ nguyên như ý muốn. Nhận thức vô thường giúp ta buông bỏ và chấp nhận những điều không thể thay đổi, từ đó giảm bớt đau khổ. Thúc đẩy sự phát triển cá nhân. Hiểu về sự vô thường khiến ta không ngừng phấn đấu, học hỏi và phát triển bản thân, bởi lẽ mỗi ngày đều là một cơ hội mới để trưởng thành. Áp dụng vô thường trong cuộc sống. Chấp nhận sự mất mát và thay đổi. Khi ta mất đi một mối quan hệ, một vật quý giá hay một công việc, nhận thức về vô thường giúp ta chấp nhận và tìm thấy sức mạnh để vượt qua. Giảm bớt sự lo âu về tương lai. Biết rằng mọi thứ đều có thể thay đổi, ta sẽ tập trung vào hiện tại và không bị ám ảnh bởi những dự đoán về tương lai. Thực hành lòng biết ơn. Hiểu rằng mọi thứ đều tạm bợ giúp ta trân trọng hơn những gì đang có. Sự vô thường trong cuộc sống hàng ngày. Vô thường hiện diện trong mọi khía cạnh đời sống, từ việc một đóa hoa nở rồi tàn, tuổi trẻ chuyển sang tuổi già, cho đến những khoảnh khắc hạnh phúc hay khó khăn thoáng qua. Nhận thức được điều này giúp ta giảm bớt những cảm xúc tiêu cực và tìm thấy ý nghĩa sâu sắc hơn trong cuộc sống. Vô thường không phải là một ý niệm bi quan mà là một sự nhắc nhở để ta sống một cuộc đời trọn vẹn, không ngừng học hỏi và trưởng thành, tận hưởng từng khoảnh khắc với lòng biết ơn và sự chấp nhận.